Chào mừng các bạn đã đến với tiết học của các cô. Hôm nay các cô sẽ hướng dẫn các bạn làm thí nghiệm bí mật của đường. Để làm thí nghiệm này thì cô có chuẩn bị nước, lọ thủy tinh, ly nhựa, màu thực phẩm và quan trọng nhất là đường. Cô có chuẩn bị 3 cái ly nhựa. Trên 3 cái ly nhựa cô có ghi số 1, số 2 và số 3. Bây giờ cô sẽ đánh dấu 3 cái ly này để cô cho vạch mức bằng nhau nha các bạn. Cô đánh dấu vào nè. Đã thấy cô đánh dấu 3 cái ly nước có đều nhau không? À, đều nhau hết nha. Rồi tiếp tục cô này sẽ cho nước vào 3 cái ly. Bây giờ cô sẽ rót nước vào nha các bạn. Cô rót nước vào đúng cái vạch mức mà cô đã vẽ nha. Cô đã rót nước vào rồi nè. Sau đó cô sẽ cho màu đỏ vào cái ly số 1. Cô lấy màu thực phẩm cô cho vào nha các bạn. Cô nhỏ vào. Số 1 là màu đỏ nha các bạn. Tiếp tục cô sẽ cho màu vàng vào ly số 2. Và cuối cùng cô sẽ lấy màu xanh cô cho vào ly số 3. Sau đó cô sẽ lấy đường và dùng muỗng. Ly số 1 cô không cho đường. Ly số 2 cô cho vào 2 muỗng đường. Ly số 3 cô cho vào 4 muỗng đường nha các bạn. À, cô đã cho đường vào rồi nè. Bây giờ cô sẽ dùng một cái muỗng và cô quậy tan đường ra. Cho tan ra nha. Rồi tiếp tục cô sẽ lấy cái muỗng khác, cô quậy qua lên màu vàng nha các bạn. Cuối cùng là ly màu đỏ. Cô đã xong rồi nè. Bây giờ cô này sẽ lấy lọ thủy tinh. Cô đi cho nước màu xanh vào trước nè. Sau đó cô đi sẽ dùng một cái ống, cô đi hút cái nước màu vàng lên. Và cô đi cho từ từ vào nha các bạn. Nhớ là mình cho từ từ vào thôi nha. Rồi sau cùng cô Ni sẽ lấy cái nước màu đỏ nè, cô Ni cho vào luôn.
Tony đã xong rồi này các bạn. À các bạn ơi, các bạn nhìn xem cái ống lọ thủy tinh của Nekoni có 3 màu rõ rệt đúng không? Màu ở dưới là màu xanh, màu tiếp theo là màu vàng và màu trên cùng là màu đỏ. Các bạn có biết lý do vì sao như vậy không? À vì là Nekoni cho đường nhiều nhất vào cái ly màu xanh là 4 muỗng đường nên trọng lượng của nước nó sẽ bị nặng hơn và nó sẽ nằm ở cuối cùng. Còn ly màu vàng thì cô cho ít đường hơn nên trọng lượng của nước sẽ nhẹ hơn và nó sẽ lại nằm ở vạch mức thứ hai. Và cuối cùng là ly màu đỏ, cô không cho đường vào nên là nhẹ nhất nên là nó sẽ nằm ở trên cùng. Học hôm nay đã hết rồi. Và các bạn có thể làm thí nghiệm này cùng với ba mẹ mình ở nhà nha. Và chào tạm biệt các bạn. Sài Gòn Academy, tiên phong giáo dục sớm từ 0 tuổi.